Icovet, chăn nuôi thịnh vượng. Xin chào bà con, xin giới thiệu với bà con sản phẩm siêu tăng tốc, vỗ béo dùng cho gà. Thành phần: chứa men vi sinh hữu ích, siêu đạm cá thủy phân, 20 loại axit amin, đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Công dụng: vi sinh hữu ích giúp tiêu hóa thức ăn, phòng tiêu chảy, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Sử dụng siêu tăng tốc, vỗ béo, bà con không cần sử dụng các loại men tiêu hóa thông thường. Siêu đạm cá thủy phân là nguồn đạm tạo nên năng suất cao cho gà, rút ngắn thời gian nuôi. Bổ sung thêm 20 loại axit amin giúp cân đối thành phần đạm, tăng cường hấp thu chất đạm, giúp giảm tiêu tốn thức ăn, giảm khí độc từ phân gà. Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp lông mạ bóng đẹp, vàng chân, vàng da, bật cựa, to màu. Khi dùng siêu tăng tốc, vỗ béo phẩm chất thịt gà dai, thơm ngon, ngọt thịt, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm không chứa chất cấm. Hướng dẫn sử dụng: dùng liên tục suốt quá trình nuôi với liều 1 lít cho 20 tấn thể trọng gà. Cách xuất bán: 20 ngày dùng liều 1 lít cho 10 tấn thể trọng gà. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Icovet mời hợp tác với các đại lý bán hàng offline tại cửa hàng. Hotline: Zalo 0868155776. Tham khảo thêm tại trang icovet.vn.